Trại bò Tư Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2022. Bò trực tiếp lên xe giao cho anh khách này ở Bình Dương. Anh chốt xong nguyên cái lô bò bên đây, bắp kem với 3B, chuẩn bị lên xe. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ Ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo. Xem xét chuộng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trong xe bò chuẩn bị lên xe giao cho khách Bình Dương. Anh Sáu ở Bình Dương. Đây là cầm máy. Anh chốt cũng chịu khoảng quan mới rồi giờ chở đi giao. Nó bắt cái trại bò mình 3 lần rồi. Oh.
giùm em hai bộ anh chứ. Cho lên chuẩn bị sớm đi. Đi mình vô anh chứ ơi. Bình Dương. Kem đó anh chứ. Ở kem đó đó.